Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Thị Nha nha. Lời nói đầu tiên chúc cả nhà được nhiều sức khỏe và bình an. Mình tiếp tục theo anh Tùng đến Tân Hưng cái bè Tiền Giang để quay anh Tùng kêu cái sao nha cả nhà. Xin mời cả nhà cùng theo dõi.
Thank you.
đang nắng nóng cho nó ngã đây cho cái cộng dây đó. Có cái cù móc không? Cù móc đó, móc cái đọt cà na vô chút đi. Ở đây là không sao đâu. Đó, cà na chừng phải không? Cái đọt cà na không sao chừng á. Nó ngã. Chặt nó luôn giờ. Đấy đó rồi, chỉ bị chặt bỏ mà đâu. Tại vẫn bỏ rồi. Công nặng để lại nặng. Chút xíu đó anh Tùng à, anh chưa bỏ về. Cái nước sơi qua chút xíu là gió được, mà nó qua cái nhánh này gió nè, thầy cho thấy rồi, gió nó đưa qua không? Như vậy hay không thầy không? Quá đẹp rồi, giờ thấy là ok. Đã hoàn thành xong cây sao nha cả nhà, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn các video mới tiếp theo.